Thưa quý vị, hiện Bà Rịa Vũng Tàu về cơ bản đã kiểm soát được dịch Covid-19, nhưng nguy cơ vẫn còn, nhất là những ổ dịch phát sinh gần đây với 7 ca F0 tại phường Rạch Dừa, phường 11 và mới đây là phường 12 đều liên quan đến người từ ngoại tỉnh về Bà Rịa Vũng Tàu mà đối tượng không chấp hành khai báo y tế. Đây thật sự là hội chung cảnh báo nếu chúng ta chủ quan lơ là trong công tác phòng dịch thì dịch sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Chứ kể là khi các tỉnh thành lân cận đã thông thoáng trong việc đi lại, thì vấn đề phòng dịch từ nguồn lây ngoài tỉnh vào đang rất cần được các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà nâng cao ý thức và chấp hành nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch. 7 ca F0 ở phường Trạch Dừa và phường 11 thành phố Vũng Tàu đều liên quan đến trường hợp từ Bình Dương về thành phố Vũng Tàu, không khai báo y tế. Mới đây, ngày 20 tháng 10, thành phố Vũng Tàu phát sinh thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại hẻm 7 trên 22 Phước Thắng, phường 12, cũng liên quan đến trường hợp đối tượng đi từ thành phố Hồ Chí Minh trở về Bà Rịa Vũng Tàu và cũng không khai báo y tế. Điều này cho thấy chính quyền địa phương đã không quản lý chặt người từ tỉnh khác về, còn đối tượng về không chấp hành việc khai báo y tế. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến theo chiều hướng tăng nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, người từ ngoài tỉnh vào, chính quyền các phường xã trên địa bàn tỉnh cần siết chặt quản lý người từ ngoài tỉnh trở về địa phương, nhất là từ các vùng có nguy cơ dùng cam, dùng đỏ. Người tự tỉnh khác về và người trong gia đình cần phải thực hiện khai báo y tế trung thực, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế cần thiết theo quy định. Xử lý nghiêm đối với các cá nhân, gia đình vi phạm quy định về phòng chống dịch, các tổ dân cư, khu phố, tổ Covid cộng đồng cần cảnh giác và phát huy gia trò trong việc kiểm soát chặt người ra vào địa phương mình. Người dân cần đeo cao tinh thần cảnh giác, thông báo ngay cho cơ quan chức năng những người lạ mặt xâm nhập vào khu dân cư khuyến cáo người dân tuân thủ kim nguyên tắc 5K, tiêm phòng vaccine khi đến lượt và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, không tụ tập và tổ chức ăn uống trong tổ dân cư. Các cửa hàng quán xá phải tuân thủ quy định bán mang về. Các cơ sở dịch vụ được phép mở lại cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch.